Vẻ đẹp ngọt ngào của sự nữ tính dịu dàng sẽ được toát lên bởi dòng chất liệu vải gấm hoài nhũ cao cấp, mang tới một vẻ đẹp kiêu sa nhưng cũng không kém phần sang chảnh. Và các chị đẹp của Melia sẽ không thể rời mắt khỏi thiết kế này ngay từ những giây phút đầu tiên, bởi tông màu hồng cam cực kỳ mềm mại và sẽ mang tới cho các quý cô một trong những chân ái của thời tiết mùa thu sắp tới. Phần tay của chúng ta với độ bóng hoàn hảo che đi toàn bộ khuyết điểm phần bắp tay và mang lại sự tự tin tuyệt đối cho các chị đẹp của Melia. Phần cổ của chúng ta mang tới sự trẻ trung nhờ cách thiết kế tạo hình một chiếc nơ xinh xắn giữa những đường cắt ao cực kỳ khéo léo để có thể tôn lên những đường nét mềm mại và quyến rũ cho các chị em. Và phía dưới của chúng ta thì sẽ là một phiên bản tùng xòe vừa đủ để có thể che đi toàn bộ khuyết điểm và khiến cho các chị đẹp của Melia luôn luôn tự tin trong từng chuyển động. Vậy thì còn chần chờ điều gì nữa nhở? Hai cách thức mua hàng quen thuộc dành tặng cho các chị yêu. Chúng ta có quyền kiểm tra hàng thoải mái và sẽ được free ship toàn quốc nếu như đặt hàng online. Còn nếu như có thời gian, hãy ghé showroom của bên em để thử nhé. Melia, mặc đẹp để thành công.